Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,73%, giao dịch ở mức 2024,9 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng với tỷ lệ tăng khá mạnh là 0,52%, đứng ở mức 104,47 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 42.400 đô la Mỹ cho Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng mạnh, giao dịch ở mức 4,173% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống tăng, đứng ở mức 72,83 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi hy vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã suy yếu. Theo ông Oleason, nhà phân tích chiến lược hàng hóa của ngân hàng Saso cho biết, các thị trường đang có một đợt kiểm tra khác với sự kết hợp của cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, báo cáo việc làm tốt, tiếp theo là phát biểu của ông Powell cho thấy những nghi ngờ về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất sắp tới. Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ điểm yếu nào trong dữ liệu sắp tới, vì Fed chắc chắn hiện tại đang rất chú trọng đến dữ liệu, điều đó sẽ quyết định hướng đi cho vàng, theo chuyên gia này nói thêm. Theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày 2 tháng 2 cho thấy, bảng lương phi nông nghiệp của nước này đã tăng thêm 353.000 việc làm trong tháng 1, gần gấp đôi so với dự báo là 180.000 của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Ông Powell cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Fed có thể thận trọng trong việc quyết định thời điểm cắt giảm lãi suất chuẩn, với nền kinh tế mạnh mẽ cho phép các ngân hàng trung ương có thời gian để xây dựng niềm tin rằng lạm phát sẽ giảm hơn nữa. Công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện tại đang kỳ vọng khoảng 60% khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5. Lãi suất thấp hơn sẽ thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng vốn không sinh lời. Sự tập trung của các nhà đầu tư hiện tại đang chuyển sang nhận xét từ một loạt diễn giả của Fed trong tuần này để có thêm manh mối về việc cắt giảm lãi suất. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo cuộc khảo sát hàng tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cho thấy, các chuyên gia phân tích mất dần niềm tin vào thị trường vàng. Trong khi đó, các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tin rằng vàng sẽ tăng trong thời gian tới. Theo Na Amedlam, giám đốc đầu tư của J Capital Market nhận định, dữ liệu việc làm và những tuyên bố cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần vừa qua là một lời cảnh tình đối với thị trường vàng. Ông cũng khuyên các nhà đầu tư rằng nên theo dõi ngưỡng tâm lý quan trọng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Nếu trượt khỏi ngưỡng giá này, vàng sẽ gặp khó khăn nhiều hơn nữa. Còn theo Tai Wong, nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở ở New York, Mỹ cho biết, các nhà đầu tư bắt đáy nên bình tĩnh, quan sát xem vàng có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa hay không. Vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Trái với đà lao dốc của thị trường và thế giới, giá vàng miếng SJC biến động ngược chiều và đẩy sự chênh lệch giãn rộng lên mức kỷ lục. Cuối ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC được các doanh nghiệp mua vào phổ biến trong khoảng từ 76,2 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,4 triệu đồng trên lượng, tăng thêm 500.000 đồng trên lượng so với phiên sáng. Và biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra cũng duy trì ở mức cao là khoảng 2,2 triệu đồng trên một lượng. Với biên độ chênh lệch ở mức cao như thế này, mặt hàng vàng miếng SJC có tăng tới 500.000 đồng trên lượng thì cũng rất khó cho việc lướt sóng trong ngắn hạn của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, mặt hàng vàng nhận bố số 9 hầu như là không có điều chỉnh về giá, thậm chí có thương hiệu còn điều chỉnh giảm. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, cửa phiên giao dịch ngày 5 tháng 2 mua vào ở mức 63,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,40 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Còn với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, khép lại phiên hôm qua bằng một phiên giảm nhẹ, đang mua vào mức 64,48 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 65,58 triệu đồng trên lượng, giảm 60.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới sau khi quy đổi tương đương ở khoảng 59,7 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 ở khoảng 4,7 triệu đồng trên lượng, trong khi đó thấp hơn vàng miếng SJC tới 18,7 triệu đồng trên một lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục của giá vàng trong nước và thế giới. Theo giới phân tích nhận định thì nhu cầu mua vàng ở thị trường trong nước thường tăng mạnh những ngày cuối năm và trước thời điểm ngày Vía Thần Tài, ngày mùng 10 tháng Giêng. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cán hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên tăng 40 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều. Mua vào mức 24.170 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.540 đồng trên đô la Mỹ.
Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.870 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.970 đồng trên đô la Mỹ, tăng 30 đồng trên đô la Mỹ bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.620.000, bán ra 7.840.000, tăng 600.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 300.000 đồng trên lượng bán ra, hay là tăng 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 30.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Trên lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang đứng ở mức rất cao, 2.200.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.620.000, bán ra 7.842.000, tăng 60.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.620.000, bán ra 7.840.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán ra với PNC Hồ Chí Minh, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán ra với PNC Hà Nội. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.605.000, bán ra 7.835.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra với Doji Hồ Chí Minh, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 7.620.000, bán ra 7.840.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.623.000, bán ra 7.835.000, tăng 23.000 ở chiều mua, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Mỹ Hồng SJC mua vào 7.670.000, bán ra 7.770.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.580.000, bán ra 7.780.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TPBank mua vào 7.605.000, bán ra 7.835.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.620.000, bán ra 7.842.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua bằng một phiên tăng mạnh, tăng 600.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 300.000 đồng trên một lượng bán ra, hãy tăng 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 30.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.200.000 đến 2.260.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.620.000, bán ra 7.842.000. STC Huế mua vào 7.617.000, bán ra 7.842.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.620.000, bán ra 7.840.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.620.000, bán ra 7.842.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.618.000, bán ra 7.842.000. Cuối cùng là giá nhân bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên tăng nhẹ, tăng trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.320.000, bán ra 6.440.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.320.000, bán ra 6.450.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.295.000, bán ra 6.395.000. Vàng 24K mua vào 6.201,7 nghìn, bán ra 6.331,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.611,7 nghìn, bán ra 4.811,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.543,7 nghìn, bán ra 3.743,7 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.482 nghìn, bán ra 2.682 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.